thể loại gái ngoan, tức là em rất là vâng lời mẹ, ra đường tức là phải cẩn thận với con trai nữa vậy. Xinh xắn, da trắng, tóc dài thì ok, em đều có biết nhận nhận mình xưa được rồi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, mời bạn giới thiệu về bản thân mình. Em xin tự giới thiệu, em là Thủy Tiên, 25 tuổi, em đến từ Phú Yên ạ. Hiện em đang làm thiết kế nội thất ạ. Thôi, mời bạn. Mình tên là Lê Phúc Vinh, y sĩ đông y có phòng khám chẩn trị học cổ truyền. Và mình cũng buôn bán nông sản sạch. Bạn bao nhiêu tuổi? 36 tuổi. 36. 36 tuổi, ồ. Tuổi nó cũng 26 chứ, kẻ măng mà. Có khai gian không? Chắc tại thuốc y học cổ truyền đó. Nhờ uống thuốc thì mốt tròn mớ nha. Ở đây là một cô gái trẻ mới có 25 tuổi thôi. Ủa nói nghe nè, lấy chồng lớn hơn tới mười mấy tuổi lên chịu không? Phong cách trẻ trung thì cũng đúng được. Rồi. Chứ phong cách này thì trẻ lắm mọi người. Ổn định sự nghiệp tốt thôi. Em có điểm mạnh điểm yếu nào? Điểm mạnh của em đó là em là thể loại gái ngoan, là em rất là vâng lời mẹ. Thể loại gái ngoan. Vâng lời mẹ là sao? Dạ, ra đường tức là phải cẩn thận với con trai nữa vậy. Chà, chết rồi. Mẹ dặn ra đường là phải canh chừng, phải cẩn thận với con trai. Nhất là mấy anh con trai lớn tuổi hơn mình nhiều, mấy người đã dày dạn kinh nghiệm là nguy hiểm lắm. Mình cũng y học cổ truyền cho nên mình có cái gì đó cũng cổ truyền nếu vậy mình thích. Lý do sao mà ế tới đây dữ vậy bạn? Chắc tại nói nhiều anh. Chứ đi ngủ mới không nói thôi. Khám suốt ngày, nói suốt ngày. Cũng đâu có sao đâu, đó là nghề nghiệp mà. Ủa bạn có mối tình nào chưa? Có mối tình thì nhiều lắm chị Tuyền ơi. Nhưng mà 2/3 đó là hình như đi cho chồng hết rồi. 1/3 còn lại thì cũng có để ý thương mình, mà cuối cùng là cũng không đi tới đâu. Từ đó buồn cái thất tình luôn, từ đó tới nay là khoảng năm mấy. Năm mấy rồi đó hả? Bây giờ bạn muốn đi tìm một mối tình tiếp theo để đi đến tương lai xa hơn như thế nào? Bạn nói luôn để coi có hợp bên kia không? Xinh xắn, da trắng, tóc dài thì ok. Em đều biết nhường nhịn mình xíu được rồi. Sao em không nhường nhịn ta mà bắt ta nhường nhịn em? Nói gì chứ, em nói nhiều quá. Bây giờ là kêu em nhường nhịn ta sao được, không biết chắc dễ ế đó. Muốn ngoại hình mập ốm cao thấp gì sao không bạn? Cao trên 1m6 là được. Rồi có luôn, bao hàng bạn luôn. Da trắng tóc dài nha. Rồi trắng hơn mung chút. Rồi hôm nay Linh mẹ có dặn dò là đi tìm con rể tương lai như thế nào không? Mẹ em cũng có dặn là tìm người phù hợp, phải có chí hướng và có ý chí tiến thủ chứ không phải là người an phận ạ. Cái đó được, còn gì nữa? Ngoài ra thì em không thích những người mà hút thuốc, nhậu nhẹt hay là nóng tính gia trưởng ạ. Bạn nữ mới nói yên tâm, mình hút thuốc nhậu nhẹt thì không có rồi đó. Tại thầy thuốc mà. Gia trưởng có không? Gia trưởng thì em cũng không biết, là chưa kiểm tra chưa biết. Em là quê đâu? Quê Tây Ninh anh. Tây Ninh này, chắc không gia trưởng đâu. Rồi yên tâm. Rồi về ngoại hình. Ngoại hình thì em thích ca sĩ Hồ Trung Dũng. Sáng sủa. Sáng sủa đây. Sáng sủa. Trời, ba mấy tuổi đây hả? Trẻ dữ vậy ta. Nhìn không nghĩ ba mấy đâu ha. Ủa sao mình đang thù lùi mà mình thích trắng như vậy? Dạ cho nó cân bằng cái chưa? Cân bằng gì? Giờ đen đen trắng trắng ở khi mà hơi phối hợp nha thì cuối cùng nó ra cà phê sữa vừa chị. Mà mình có tật xấu gì không bạn? Tật xấu em là nói nhiều quá. Rồi tới hồi có bạn gái rồi thì dành nói hết không cho ta nói gì trơn, phải lắng nghe mới thấu hiểu được. Dạ, chứ. Dạ. Đâu đó cũng phải nghe chứ. Nói gì nói phải có người kèm em lại. Tính là chừng nào lấy vợ đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa? Dạ nếu được thì năm sau. Có lấy vợ và ở đâu? Chắc nếu ở đâu cũng được. Ở đâu cũng được là sao? Thì bên nhà vợ hay là bên nhà vợ hay là bên nhà mình cũng được. Nói chung nhà mình thì đầu tiên hơn. Có nhà chưa? Thì xây thì cái chuyện nhỏ mà. Có đất rồi hả? Có đất rồi. Thì đó, nói rõ vậy đi. Thì hay coi kỹ. Coi kỹ lắm. Mấy bạn nữ có nhà vậy cho mà lấy, còn có nhà không lấy. Đúng rồi. Ủa sao bận đồ tây mà mang đồ dài thể thao? Dạ em cũ của em giờ tay lên mà có điều thôi, giờ tay bó buộc chịu không nổi. Em thích thống thoáng thoải mái hơn vậy. Sao mang dép? Sao thắt cà vạt luôn đi? Cũng có đem theo luôn á chị. Vậy á hả? Dạ, nhưng mà cuối cùng thấy mình thoải mái vẫn hơn chị. Đúng rồi. Ăn mặc sao thoải mái được rồi. Quan trọng là mình đối nhân xử thế thế nào, đâu phải quần áo đâu đúng không? Rồi để anh coi bên đàn gái sao nha. Trời ơi, bên gái ngon lành. Dạ, em chào anh em. Quá dễ thương luôn. Nhà mẹ là không có cho đi chơi hả? Dạ, bây giờ thì mẹ bắt phải đi chơi. Bắt phải đi chơi. Mẹ muốn có con rể đúng không? Dạ. Bên em có nhu cầu ở rể không? Dạ có. Có luôn hả? Nếu anh lấy về Phú Yên anh mở tiệm đông y được không? Dạ được ạ. Nhà em cũng làm về y ạ. Ủa gì hả? Dạ mẹ em là bác sĩ ạ. Tây y.
Dạ. Bên đây đông y, tây đông y kết hợp. Ồ, hay quá. Dạ. Được. Anh này nói 36 giờ nãy anh không tin nên mà sợ khai gian, bởi anh cũng trẻ lắm ha. Người lớn tuổi người ta chững chạc lắm. Bây giờ chuyện mà lấy vợ mà nhỏ hơn 10 tuổi là chuyện bình thường. Bị nói anh nói bớt bớt lại chút được không? Được. Trời ơi, gặp người này thì khỏi nói luôn. Ờ vậy đi chứ. Hey. Nói nhiều quá rồi dành hết không cho bạn gái nói rồi sao? Được lắm hả? Hôm nay mình đi có ai theo ủng hộ mình không em? Dạ có em trai của em và bạn của em ạ. Rồi. Chị, chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào em. Anh ai đẹp trai chưa? Đó. Anh cũng nghe chị em tâm sự rồi á. Chị em là gái ngon. Cho nên nếu mà anh có bắt nạt chị em thì cẩn thận ạ. So với tuổi 36 của anh thì trông anh có vẻ trẻ hơn nhiều. Theo nhận xét của em thì anh cũng tương đối là ok. Được. Hôm nay mình đi có người thân đi theo không bạn? Có mẹ và hai thím, thím tư và thím sáu. Chào bác. Chào các bác. Chào chú Nguyễn Linh. Dạ. Cô Cát Tường. Dạ. À, bác thấy cô gái này như thế nào vậy bác? Nó toàn dạng hết, cái gì cũng được. Dạ, cái gì cũng được. Cái gì cũng được. Nói chung là ngoại hình cái gì cũng được. Dễ thương. Dạ. Ừ. Nhưng mà ví dụ như là con trai bác hay đi làm rể thì bác có đồng ý không, hay là bác thích về làm dâu bác hơn? Không, thì tùy ha, chỗ nào mà con nó thích thì mình chiều. Nếu mà con nó thích thì mình chứ ủng hộ cho nó ra riêng. Giờ thì đất cát thì mình cũng chia cho nó hết rồi. Chia hết rồi. Trời ơi. Bác thấy cặp này nếu được chừng nào tiến tới hôn nhân được bác? Con nó dằn xếp sao được, cái gì mình chịu theo nó thì thôi. Ta nói rồi, đất cát chi hết rồi. Dạ, cảm ơn bác. Rồi, hỏi ý kiến hai gì coi sao? À, tôi là thím mà về nhận xét thấy thầy tạm thời kêu cháu dâu đi. Dạ. Dễ thương. Dễ thương lắm. Thì rất xứng với cháu của tôi á. Dạ. Thím kế bên chịu không thím? Chịu luôn. Vậy thôi. Rồi vậy thôi á thím, cảm ơn. Em nói một câu gì đó với mắt gái đi. Dạ con cũng hy vọng nếu mà có duyên thì sẽ được kết tình thông gia. Trời. Thôi, ổn rồi, cảm ơn bác. Thấy cả hai bên hơi ổn rồi đó. Bây giờ quan trọng là hai trẻ thôi nha. Thôi kéo màn lên. Rồi. Chúc thành công. 2 phút có thấy đôi dài xa dễ sợ không? Giấu đôi dài vô. Em không rồi, muốn rồi. Ngồi tặng anh hả? Không lấy chưa. Xin lỗi em nha. Ta Phú Yên vô, ta có quà luôn chưa? Tại vì thời gian nó không có kịp để chuẩn bị. Cho nên để bù cái nhịp sang chiều khác sau ha. Dạ, không sao mà. Rồi, chúng ta bắt đầu trò chuyện đi các bạn. Em thấy anh như thế nào? Dạ, em thấy anh được ạ. Chỉ được thôi hả? Dạ. Dạ, cho em hỏi là nhà anh có nuôi chó không ạ? À, có chứ. Em rất là sợ chó. Ồ, trời, không sao đâu, chó nhà anh hiền lắm. Chưa thấy ai mà yêu nhau gặp hỏi anh nhà anh có nuôi chó. Anh bây giờ đi ha. Bây giờ ba qua, em có cái quà đó qua bên đi. Bây giờ bắt mạch thử cô gái sao? Đoán nhịp tim coi sao? Tim rồi là biết hết mà. Không mà sao bắt vô là bắt vô là điểm nhịp tim không được có gì. Bậy. Tay trái. Ủa sao phải tay trái em? À thường là bắt mạch vô cái bộ mạch đó bên đây là thốn hoa xích mà nó bắt tay trái. Mạch. Trời ơi, điềm tĩnh dễ sợ luôn, mạch bình thường. Bởi vì con nói được thôi đó. Ờ, cái bắt đi bạn bình tĩnh, bắt người ta có bệnh gì không? Sao? Nó thật sự là rất là khỏe, không có bệnh gì hết. Mày dạ. Khỏi bắt tận đoán rất là khỏe chị. Không, lại nhìn qua cái sắc diện, qua làn da là em đã đoán được rồi. Đoán như thế nào ạ? À, thường thường thì nói là cái da, cái tóc là gốc con người. Thì em có làn da cũng đẹp cho nên là nghĩ là với lại qua có bộ mạch của anh mà bắt nó thì thấy rất là ổn. Thôi bây giờ nói cho bạn gái nè, thế bạn cảm nhận bạn gái thế nào? Dạ, bạn gái thì rất là dễ thương anh. Quá dễ thương. Quá dễ thương. Nói chung là chuẩn cái size của em. Trời ơi, có size luôn hả? Size này size gì vậy? Là quá tuyệt vời rồi. Rồi, cảm nhận của bạn nữ và bạn nam như thế nào? Dạ, em thấy thì anh cũng hiền. Nhưng mà có điều là anh hơi ớn một tí à. Cái đó chắc phải chờ cái người nào đó chăm sóc cho mình. Chưa có phụ nữ chăm sóc vậy thôi. Nhưng mà bạn nam nói nhiều lắm, bạn nữ có ngại không? Dạ em nghĩ có thể là sẽ bù đắp vào cái phần mà em đang thiếu. Đúng rồi. Em làm ở thành phố Hồ Chí Minh thì em làm ở đâu, quận mấy? Xin chia sẻ với anh thì hiện giờ em đang làm ở Bình Thạnh ạ. Thì anh cũng đang theo học ở cái lớp là quản trị kinh doanh, cũng ghé Bình Thạnh thường xuyên. Hiện tại thì anh đang làm ở đâu ạ?
Hiện tại thì anh làm ở nhà phòng mạch. Phòng mạch đó nằm trong nhà mình luôn hả? Dạ. Mình là thầy chính luôn hả? Dạ. Trời ơi trẻ dữ vậy. Tính tới chuyện kết hôn luôn đi. Rồi em có dự định là nếu mà kết hôn thì mình có bao nhiêu con? Để anh tính, dạ. Anh bắt mặt hút thuốc á cho nó bồi dưỡng sinh con cho nó tô ok mà. Dạ thì em thích hai con. Dù gái hay trai chỉ hai là đủ, đúng theo ngành y. Dạ. Anh cho em hỏi là nếu giả sử như mình là một đôi thì anh có dự định gì cho cái việc hẹn hò hoặc là cùng làm gì với người yêu không ạ? Nếu mà em làm ổn định chỗ nào thì cứ làm chỗ đó. Thì anh ủng hộ công việc của em trước. Cái thứ hai nữa là công việc của anh đó là mình phải chăm sóc bệnh nhân. Mở phòng mạch ra rồi bắt buộc mình là có thời gian là cũng nói chung là nó bận rộn. Cái đó em phải thông cảm cho em, cho anh chút xíu chỗ đó. Cô hiểu mà, nhà của bác sĩ mà. Em yên tâm đi, chồng mà lớn hơn mười mấy tuổi cưng vợ dữ lắm, lo hết á, sướng lắm. Thôi bây giờ bắt mặt lại nè, nãy giờ là chưa, nãy vô chưa đập, bây giờ bắt mặt lại thử đập chưa? Bắt mặt lại thử, thử đi. Đó, thử có đập là đập chưa? Còn chưa đập bó tay luôn. Rồi kiểu này chắc mình về Phú Yên rồi, có tăng tốc xíu xíu. Hết thời gian. Chúng ta hãy nhắm mắt lại, đúc kết lại. Xem tim mình có đập thật sự hay không. Hãy làm đúng với trái tim của suy mình các bạn nha. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Hết thời gian. Tiếc tiếc là em gái không bấm nút. Thật sự là cũng như chia sẻ với anh chị thì em cũng rất là quý anh. Và nhưng mà tức là em vẫn chưa cảm thấy con tim mình thật sự rung nè. Không sao cả, rồi cái gì đến nó cũng sẽ đến. Chưa chắc không bóng ở đây mà trong cuộc sống mình không bóng đâu. Biết đâu được ngày nào đó tự hai bạn sẽ tìm đến và bóng với nhau. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Freelan. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm thấy được một nửa của mình đâu đó trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn. Và quý vị hãy bình chọn cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tại giải Mai Vàng lần thứ 22 bằng cách hãy vào trang fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò xem thông tin và bình chọn dùm cho Bạn Muốn Hẹn Hò và hai MC rất là duyên dáng và đáng yêu. Cách bình chọn cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ở hạng 1, chương trình truyền hình được yêu thích tại giải Mai Vàng lần thứ 22 năm 2016. Truy cập fanpage chương trình www.facebook.com/bạn muốn hẹn hò và làm theo các bước. Bước 1, truy cập link bình chọn giải Mai Vàng 2016. Bước 2, điền đầy đủ thông tin vào các ô, điện thoại di động, số dự đoán là tổng số phiếu tham gia đề cử hợp lệ. Mã xác nhận, hãy nhập kết quả phép toán. Tên, nhập tên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và chọn vào ô chương trình truyền hình, sau đó bấm vào gửi thông tin. Bước 3, nhắn tin chứng thực số điện thoại, soạn tin nhắn điện thoại, Mai Vàng gửi 8001 để chứng thực số điện thoại thì phiếu đề cử mới hợp lệ. Em thì em muốn tìm người bạn gái hiền một chút, dễ thương một chút. Người yêu chín chắn, vui vẻ, hóm hỉnh, có biết ca hát, có tài lẻ gì đó. Nhịp đập của trái tim mà đôi lúc mà lý trí cũng không thể điều khiển được con tim đâu thưa quý vị. Hai chiếc vé xem phim này á sẽ để cho cặp thứ hai. Cặp thứ hai biết đâu được. Còn nếu cặp thứ hai mà không nhận nữa thì tôi và cặp thứ ba. Cặp thứ ba. Thứ ba. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Hai bạn đã có mặt trên sân khấu, chúng ta giới thiệu về mình. Em tên là Thắng, thì hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở Biên Hòa. Quê em thì ở Nghệ An. Bạn làm nghề gì bạn Thắng? Dạ, em đang làm nhân viên vận hành máy, sản xuất về hộp số xe hơi. Năm nay 31 tuổi. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Em tên là Ngọc Hằng, em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai, hiện tại em 26 tuổi. Và em đang làm nhân viên xuất nhập khẩu cho một công ty Hàn Quốc. Ồ, vậy thì gần nhà nhau rồi. Em từ Nghệ An vào Biên Hòa lâu chưa? Em vào cũng khá lâu rồi vì em sống tự lập thì em vào đây từ năm 2004 bây giờ. Cũng rất là lâu rồi đúng không? Vâng. Chưa tìm được mối tình nào à? Trước đây thì em cũng có yêu một người. Nhưng vì cũng cái lúc đó thì có lẽ là do cái suy nghĩ của mình cũng chưa có cái gì đó chín chắn lắm. 31 tuổi rồi, vậy thì cái thời điểm này là thời điểm lập gia đình rồi đấy. Bạn muốn tìm một người bạn gái như thế nào?
Em thì em muốn tìm người bạn gái hiền một chút, dễ thương một chút. Một chút thôi hả? Vâng. Cái tương lai á, em có khát vọng gì không? Cái khát vọng của em vẫn muốn kiếm được nhiều tiền, giúp đỡ những người khác, đặc biệt như vừa rồi. Thì ở quê em, nó có những cái điều đó là cái thiên tai xảy ra. Bạn rất xúc động khi nói về quê hương của bạn. Em ở Tân Kỳ. Tân Kỳ. Vâng. Trời, tôi vừa mới Tân Kỳ km số 0 đúng không? Vâng. Là cột mốc số 0. Cột mốc số 0. Ở đó là đường mòn Hồ Chí Minh. Đường Hồ Chí Minh. Vâng. À, nơi đó bà con cũng đang gặp rất nhiều khó khăn nên khi mà bạn nói điều đó thì tôi thấy bạn rơm rớm nước mắt. Rồi bạn gái bên kia, bạn muốn tìm một người yêu như thế nào? Người yêu chín chắn, vui vẻ, hóm hỉnh, có biết ca hát, có tài lẻ gì đó. Mình biết ca hát hay là mình có tài lẻ gì không bạn? Em cũng hay hát nhưng mà em hát cũng không hay lắm. Rồi hát thể loại nào mà bạn thấy tốt nhất? Rồi một tràng pháo tay cho bên đàn trai. Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mặt em u sầu là cả muôn trời thơ. Hay đấy, giọng hát này là có giọng hát đấy, giọng hát hay đấy. Hát nữa ấm áp, ấm truyền cảm, truyền cảm đúng rồi. Mình không thích điều gì ở người bạn trai? Em không thích con trai quá độc tôn, không thích con trai hút thuốc và cũng không thích con trai có quan hệ trước hôn nhân. Cái điều này quan trọng. Anh chào chị. Chào em quen với bạn gái em có đòi hỏi trước hôn nhân không? Không chị. Và em là một người đàn ông, em cũng đồng với quan điểm là mình không nên có quan hệ trước hôn nhân. Cái đó nó sẽ thiệt thòi cho phụ nữ rất là nhiều. Bạn có tật xấu gì không? Em hay khủng bố người ta những cái bản nhạc rock kinh điển. Cái gì? Nổi hứng lên và cái đàn ai cái em hồn hát. Rồi bây giờ nó có để chút khủng bố bạn gái kia tạo ấn tượng. Bạn gái kia chắc thích nhạc rock lắm. Mà có hút thuốc không? Thỉnh thoảng em có hút. Phụ nữ người ta không thích những cái đó mình bớt đi. Rồi em bỏ được mà chị. Đâu ra đứng lên coi tướng tá coi, cao ráo không? Thấp chị. Thấp chị. Hả? Có khỏe không? Em rất là khỏe. Trước đây em là một võ sinh. Ghê vậy? Thủ và thế võ thôi. Đúng rồi. Coi. Lâu rồi chị em cũng nghỉ khá lâu vì em... Phải thử một vài đường coi sao chứ. Giờ một mà... mình mua võ, hai là hết đất, chọn cái nào? Em thấy đất thì mua võ mà quần áo này không mua được. Rồi vậy hết đất đi. Mấy cái chị? Em hết sức của em là mấy cái? Năm cái. Năm cái mà tôi gả vợ cho ông à? Ông nghĩ sao vậy? Theo anh Quỳnh Linh thì bao nhiêu cái? Trên đây là 20 cái đủ lên, không mới được vợ. Để em thử. Thử đi. Không được không gả gì. Không được không gả. Thế thôi. Tưởng gì khó lắm. 1 2 3. Hít chi sâu dữ vậy? 4 5 6 7 này chất lượng quá ha. 8. Mấy ông kia hết ăn gian không à? 9. 10 cái chân cắm xuống đó luôn á. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Nhẹ nhàng quá ha. 19. 20. Rồi, khỏe về à. Rồi, khỏe về. Được, chất lượng. Hay đấy. Hết đất. Chất lượng nha. Hoạt lực nhiều lắm nha. Đúng rồi, chứ không phải mê mờ hết nửa lên cho xong đâu. Mặt không đỏ, không miếng sắt ha. Đưa nhịp tim coi, nãy mới học cái vụ bắt mạch nè. Đúng rồi. Rồi, ngưng đập bắt rồi. Lộn. Bắt tim bắt bên này chứ. Thấy chưa, dở ẹt, bắt mạch mà cũng bắt sai nữa. Đến qua coi đàn gái, anh thử đàn gái hít đất bằng đàn tay không nha. Hít đất, sao em? 20 cái sắc rạc như đất luôn. Nói chung thế này nè, anh thấy anh này sống rất có trách nhiệm. Khi nhắc về quê hương anh ấy, chút xíu thôi, nước mắt lưng tròng liền. Đây là những con người sống bằng cái tình cảm. Em hiểu không? Mà những người nào sống bằng cảm xúc, bằng tình cảm là những người tốt. Theo kinh nghiệm của anh là như vậy. Vấn đề để tìm hiểu nha thôi. Anh thấy ổn đó. Dạ. Cô bên đây là cũng thấy hợp với em đó em. Hôm nay mình đi có nàng gái mình có ai đi theo ủng hộ không em? Dạ, hôm nay chỉ có mình mẹ em đi thôi. Ồ, có mẹ là quá tốt rồi. Dạ, chào cô. Cô nôn gả con gái chưa cô? Dạ. Chừng nào mình gả đi được hả cô? Dạ thì cháu tìm hiểu mà thấy được thì tôi cũng gả. Dạ, cô có đặt ra tiêu chuẩn con rể như thế nào không cô? Đây thì bây giờ là tùy cháu thôi. Cô thấy anh này hợp lý không cô? Dạ, thấy thì cũng được. Nói gì vậy, tôi bác. Chào cô. Con thì hiện tại con đang làm ở bên khu công nghiệp Avatar.
Ở đây thì con chỉ là ở trọ thôi, vì con sống tự lập thì cũng khó khăn. Thì con hy vọng rằng là sau này con sẽ được gặp bác và nói chuyện với bác nhiều hơn. Con rể này được hả bác? Con gái đồng ý thì tôi cũng đồng ý. Trời ơi mẹ dễ nếu quá trời của đất hả? Ta đi với ai bạn trai? Em đi có với một người bạn đang ngồi đây và đang đi làm mà vội vàng chạy đến đây. Mặc đồ đi làm luôn ha. Thôi chào bạn. Bạn nhìn thấy cô gái này như thế nào? Có hợp với bạn của mình không? Dạ. Bạn gái này rất là xinh. Thấy là hai bạn cũng khá là hợp nhau đấy. Rồi, vậy là ổn rồi ha. Bây giờ chúng ta cho hai bạn gặp nhau để coi như thế nào. Trò chuyện nha bạn nha. Em đồng ý là mẹ đồng ý luôn đó. Cố gắng thuyết phục cô gái. Chào em. Dạ, chào anh. Em có muốn quà. Anh có quà tặng em. Dạ. Anh con. Em có gì cần hỏi anh không? Nếu mà trong cuộc sống anh có thể chia sẻ hết mọi thứ với người bạn đời của mình hay không? Một người làm một việc có thể khó, nhưng hai người làm một việc chắc chắn là sẽ dễ hơn. Anh cũng muốn tương lai mình sẽ tìm cho một người để mình chia sẻ những cái suy nghĩ và những cái quyết định của mình. Anh có sẵn sàng chia sẻ công việc nhà với người vợ tương lai của anh hay không? Có chứ. Người ta nói là đàn ông thường họ không thích làm việc nhà và họ thích làm việc lớn. Nhưng theo anh thì muốn làm được việc lớn thì phải làm được việc nhỏ. Dạ. Anh có suy nghĩ về việc ở rể không? Câu đó hay đó. Cô gái thì rất là thẳng thắn. Thực ra thì em không muốn là người con trai ở rể. Tuy nhiên do nhà em là giờ có một mình em thôi, mà họ hàng em ở ngoài Bắc hết, nên nhiều khi có việc cần hay gì đó thì lại không có ai lo lắng cho hết. Anh nghĩ thì cái chuyện đó nó không có quan trọng lắm. Quan trọng là mình ở đâu và phát triển chính cái bản thân của mình, làm việc và cũng chăm sóc những cái người thân của mình. Đó là cái điều mà chúng ta mong muốn. Kể cả những bậc người con chăm sóc bố mẹ, đó là một cái nghĩa vụ. Dạ. Rồi, bây giờ nếu như hẹn hò thì sao nhỉ? Anh cũng hứa sẽ đưa em đi những nhà hàng sang trọng, mua cho em những món đồ xa xỉ. Nhưng anh hứa sẽ đưa em đi cà phê vào những dịp cuối tuần, đưa em những cái nhà hàng nhỏ đi ăn, đi uống gì đó và sẵn sàng chia sẻ với em trong cuộc sống. Dạ. Dạ, em cũng hy vọng là sẽ có cơ hội được ai đó chở đi chơi vào những dịp cuối tuần, không phải lẻ là một mình. Cũng được đi xem phim, cũng được đi ăn, cùng nhau trải nghiệm những điều trong cuộc sống. Vậy thì cuối tuần này anh sẽ chở em đến Lotte xem phim nhé. Dạ. Rồi. Hồi nãy còn bài rock. Bài rock, hát một đoạn rock. Nhìn thẳng bạn gái nha. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Rồi, cảm ơn hai bạn. Ngồi xuống đi. Rất là lãng mạn quá. Lãng mạn không? Gương mặt phu thê không? Đẹp đôi không? Dễ thương không? Dạ. Dạ, rồi. Rồi. Sau khi có bài hát rock tỏ tình, chúng ta sẽ đến tới thời khắc quan trọng nhất. Đó là thời khắc chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Hãy làm theo trái tim của mình. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng hai bạn, đẹp đôi lắm. Xin phép mẹ đi. Con muốn xin phép bác sẽ cho con được chở em đi chơi vào những dịp cuối tuần. Đồng ý rồi. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới miễn phí, trọn gói là 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Kem chết trà, để chị cho bạn ấy một số kem tắm trắng nha. Thôi xin mời em. Bài hơi lạnh là có vẻ hơi run ha. Rồi ngồi ghế đi cưng. Mời hai bạn tháo mặt nạ mình ra. Xin mời quý vị, chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Mời bạn trai giới thiệu trước. Em chào chị Cát Tường, em chào chương trình. Em chào bạn gái bên kia, em tên là Nguyễn Văn Chi, năm nay 36 tuổi.
sống và làm việc tại Bình Dương ấy. Công việc của em là bảo trì máy may ạ. À, máy may mà tôi nghe bảo trì máy bay hết hồn. Quê mình ở đâu? Quê em ở Nghệ An. Rồi còn em? Dạ em chào chị, em tên là Nguyễn Thị Thanh Tâm ạ. Em sinh năm 1988 ạ. Em quê ở Bình Thuận ạ. Dạ em đang làm ở Long An chị. Long An? Dạ. Làm công việc gì? Dạ em làm bán thuốc ạ. Thế từ nhà em xuống Long An là bao xa em biết không? Qua Sài Gòn chắc còn 60-70. Có ngại đường xá xa xôi không? Không. Bao lâu mình thể thăm bạn gái được một lần nếu chúng ta quen nhau? Tuần là một lần. Tuần là cuối tuần ha. Rồi thế bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là không hút thuốc. Mấy cái từ đối tượng là em không có. Không có. Dạ. Yếu của em là nhát gái, không biết nấu ăn. Thế còn bạn gái thì sao? Điểm mạnh điểm yếu của em? Dạ điểm mạnh của em là em thích nấu ăn ạ. Em cảm thấy mình có thể quán xuyến gia đình thật tốt. Bên đây không biết nấu ăn, bạn gái thích nấu ăn là ngon rồi. Dạ. Nhưng mà em không biết nấu ăn thôi, nhưng mà lấy vợ về thì cũng phải phụ vợ chút đỉnh cho vui, ví dụ vợ nấu mình cũng đứng xào xạo rồi lặt rau lặt đồ ha. Dạ, rửa chén thì được. Ừ, rửa chén rồi được chứ, không rửa cũng đập chén cũng được nữa, nhưng mà miễn có phụ với vợ cho vui, để vợ làm mình nhiều khi buồn tủi thân, đúng không? Rồi còn gì nữa không em? Điểm mạnh điểm yếu? À, điểm yếu của em là thường em ít nói với lại em hơi nhút nhát trước đám đông ạ. Ơ phụ nữ thì rụt rè một chút cũng không sao. Dạ. À, thế còn tình trường? Tình trường thì em trải qua một mối tình ạ. Đây là 7 năm ạ. Quen nhau được bao lâu? Dạ quen nhau được 2 năm ạ. Đúng khi đó là còn nhỏ tuổi chị nên hay cãi nhau nhiều lắm. Thời gian thì vậy xích mích nhiều nên chia tay ạ. Lý do tại sao 7 năm qua mình không tìm được một người khác? Thì cũng có người quen nhưng mà em cảm thấy không hợp. Nhiều khi em thì lại không có thích những người uống rượu ạ. Hay quá, bên đây không hút thuốc không uống rượu. Thích không? Dạ thích. À dạ thích. Chà nãy giờ nghe sơ sơ thấy cũng nhiều điểm trùng khớp quá ha. Thế còn em tình trường mình sao? Dạ, em còn 20 tình. Mối tình gần nhất của em là cách đây 5 năm ạ. Lý do sao chia tay? Tại là bọn đây về quê làm việc. Quê ở Nghệ An. Ừ hơi xa hả? Ví dụ như mà em được tiến tới bạn này. Ở bên bạn này ở Bình Dương. Em ở Long An thì em có sẵn sàng theo chồng không? Dạ được ạ. Không sao. Bán thuốc mà ở đâu cũng bán dạ, được mà đúng rồi. Không? Dạ. Em có thể hỗ trợ vợ, giúp vợ mở được cái tiệm thuốc tự bán luôn không? Khỏi đi làm thuê. Dạ. Được không? Dạ, được ạ. Có vốn không? Dạ đang kiếm ạ. Đang kiếm hả? Mình đang sống với ai? Sống với bố mẹ. Bố mẹ. Rồi mai mốt là có làm dâu không? Dạ hay có là... vậy. Em gái có ngại làm dâu không? Dạ không ạ. Vấn đề đó em không ngại. Sướng lắm, làm dâu bây giờ được ba mẹ chồng thương, hỗ trợ trong công việc ha. Chồng mình có hư mét ba mẹ hỗ trợ để xử lý giùm. Chứ bây giờ không có cái vụ mà như ngày xưa ta nói đâu, mấy cái vụ làm dâu thời xưa đó là trong bây giờ không còn nữa đâu, trong phim ảnh thôi. Ủa mà em làm công việc gì? Bảo trì. Bảo trì máy may á chị, máy may công nghiệp. Ở nhà hay là đi làm chỗ khác? Đi làm công ty. À, mà sao máy may cũng trong nhà thôi, đâu có phải máy bay ở ngoài đường đâu mà sao đen dữ vậy? Tại da em đen thì. Em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em chỉ cần là hiền một tí, ngoại hình thì cao 1m68 trở lên, không đen ạ. Không đen ạ. Không đen. Chết cha, em kỳ quá, nãy giờ chị đang khen cặp này hợp. Em nói vậy là chết rồi, để chị cho bạn ấy một số kem tắm trắng nha. Em mong muốn tìm người bạn gái như thế nào? Dạ, hiền xíu. Hiền xíu. Cao 1m55-60 là 1m55-60. Rồi, thôi hai bạn cứ tìm một nửa của nhau đi. Thử coi mình có tìm thấy hay không. Rồi để đó. Đời mà, đâu có cái gì mà giống như ý mình hết 100% đâu. Nãy giờ nghe trúng không cũng có cái trật. Không nghe tôi nói bên đây đen sao mà còn quất câu trúng vô tận trái tim người ta đau nhói vậy cô? Bù lại người ta không có uống rượu bia, người ta không hút thuốc lá thì mình có thể chấp nhận được. Ừ, đen mạnh mẽ có gì đâu. Tìm thấy cổ cho em. Đâu? Thích có da có thịt đẩy đà vậy ha. Cầm đi chút xíu mở ra coi phải cổ đó không nha. Tìm thấy anh chưa? Dạ đấy ạ. Sao chọn anh đó? Em cảm giác trong đây sẽ có mình anh thôi. À, trong đó mình anh thôi hả? Rồi thế bây giờ mình sẽ mở cửa trái tim ra để xem coi mình có chọn đúng hay không ha. Cái này là cái test cho vui thôi. Không trúng thì cũng không sao, bị phạt chút đỉnh thôi mà. Cục dầu hít đất gì đó. 1, 2, 3. Mời các bạn kiểm tra lại cái phần tìm người của mình coi đúng hay không. Em gái đúng không? Dạ đúng. Đúng ha, có thằng anh nó mớm đèn đèn đó thôi à. Em đúng không? Em nghĩ là em chọn đúng không? Sai. Sai rồi. Sai vậy em muốn phạt gì đây?
Thôi hát một bài là được ạ. Em hát nhiều khi khó nghe vậy. Kệ em chứ. Sợ lắm khi yêu ai tìm dài khờ, sợ lắm tình chưa đến đã vội phai. Tình anh đó luôn nồng cháy, vẫn yêu em không nhạt phai. Mặc thời gian, anh vẫn yêu em mãi mà thôi. Da mặt đen sẽ lộ lên à, cái ưu điểm là hàm răng trắng, thấy không? Tức là sạch sẽ, không hút thuốc lá, đúng chưa? Dạ. Phải nhìn thấy cái ưu điểm của người ta, đừng có nhìn vào những khuyết điểm. Da lăng nữa. Cái đó hoa tặng em. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Chị là chị thấy được đó nha, còn không biết em thấy sao chứ chị thấy ổn đó. Em cũng có quà gửi tặng anh. Cảm ơn em. Cái gì vậy em? Dạ, trong đó là bánh ngọt ạ. Mình tặng ảnh, mình có thể đúc ảnh ăn không cưng? Dạ, cũng được ạ. Cũng được, quá. Ngồi chờ đợi nữa. Đó, bóc cho ảnh ăn miếng đi. Cái này em ạ. Dễ thương không? Đúng như con xíu vậy. Tình cảm dạt dào cho trời ơi, được không em? Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tâm sự với nhau nè. Hai bạn sẽ có ít phút để trò chuyện với nhau. Chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức một món ăn ngon của nhà hàng. À, nhưng mà nhớ vừa ăn vừa tâm sự, có thắc mắc gì cứ hỏi ha. Tình yêu, hôn nhân, con cái, gia đình gì đó, những kế hoạch trong tương lai mình chia sẻ thẳng thắn với nhau. Dạ. Lớn rồi ha, để khi mình đưa ra cái quyết định hẹn hò hay không nó thật là chín chắn. Dạ. Đừng bỏ lỡ cơ hội, cố gắng lên nha. Xin mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất là đặc biệt, đó là mì mama của nhà hàng Banana Leaf Sài Gòn Restaurant nha. Dạ. Vừa ăn vừa trò chuyện vừa tâm sự với nhau, ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại nha. Dạ. Tự tin lên và nhiệt tình lên, năng nổ lên nha bạn trai, ăn nhiều vô hơi ốm đó. Như quen nhau thì em tính lúc nào tiến tới hôn nhân được? Cái đó em không quan trọng ạ. Chỉ cần tình cảm được là được. Mà em sống ở Long An gì đó là sống với gia đình hay là xuống đó làm thôi? Dạ không, cái đó em chỉ dưới đó em chỉ làm thôi ạ. Em làm đó được bao lâu rồi? Em làm dưới đó 1 năm ạ. Gì muốn hỏi không ạ? Trong tình yêu thì em gặp chút điều gì? Sự phản bội ạ. Còn anh ạ? Anh cũng thế. Giờ này như quen xa như vậy thì 1 tuần nhiều khi anh đến 1 lần được không ạ? Cái đó em cũng không quan trọng, chỉ cần là mình chung thủy là được. Còn ở đâu thì khoảng cách không có gì. Được. Em làm đó em hay về quê không? Tầm 1 tháng hoặc 2 tháng em sẽ về 1 lần. Về nhanh rồi. Dạ, tại hay về lắm. Nhà cũng gần mà. Sao đợi em lên Sài Gòn làm gì gần mà chạy tuốt xuống Long An làm gì? Không, bình thường em làm ở quận 7 ạ. Nhưng mà muốn đổi môi trường. Anh có hay thích nhậu nhạt không? Anh không biết nhậu. Anh không biết nhậu? Không biết nhậu. Không biết hay là không biết. Uống ạ? Không biết. Dạ rồi. Tại vì lúc nhỏ bố mẹ có ông nội á. Dạ. Ông mất vì bệnh ung thư, uống rượu nhiều quá. Rồi dạ. Sau rồi dành con cháu sau này là ông uống. Dạ. Anh
anh có từng hút thuốc qua không? Chưa bao giờ thử. Dạ rồi. Em làm đó thì rảnh được ngày nào trong tuần? Một tháng em rảnh được 2 ngày ạ. Nên thường thường 2 tháng em gộp lại em về quê. Ở Bình Thuận em có gần biển không? Dạ không, em chỉ ra Đức Linh một tí thôi ạ. Dạ. Sao không ăn? Cay quá hả? Dạ. Dạ ăn rồi ạ, ngon ạ. Nãy giờ nói được cái gì rồi? Có dạ. Nói gì sâu sâu vô tình yêu không? Dạ cũng chỉ là hỏi thôi dạ. À, quan điểm của em về cuộc sống gia đình, về hôn nhân, tình yêu là như thế nào? Quan điểm của em là giống như một vợ một chồng là điều tất thiểu. Thứ hai là không ngoại tình. Nếu mà ngoại tình thì em không bao giờ chấp nhận. Nếu như chồng lỡ một lúc nào đó lạc lòng say nắng ai đó rồi lỡ em phát hiện được thì em không cho cơ hội hả? Đối với em cái đó không có chuyện lỡ. Có chuyện lỡ. Đúng. Tại vì có rất nhiều người phụ nữ do khi chồng đi hoài về năn nỉ rồi vợ cũng cho qua. Em nghĩ sao về những người như vậy? Nhưng mà với em thì em đã chấp nhận yêu em ban đầu thì phải không có chữ đó. Em nghĩ sao về điều đó? Bạn gái nói đúng, trong cuộc sống gia đình thì phải trung thủy với lại ngoại tình là điều không thể sẽ không được. Em có phải là người trung thủy không? Dạ. Tại vì trước giờ người ta gái bỏ em không, em còn bỏ ai. Rồi được, chị thì không biết sao nha, nhưng mà chị thấy là hai bạn này là có gương mặt phu thê đó, rất là giống nhau ở cái khung xương, cái khung mặt á, nó xương ốm giống nhau. Bây giờ chị cho hai bạn bóc vài cái câu hỏi trả lời với nhau cho vui ha, trắc nghiệm để mình hiểu nhau nhiều hơn, chứ mình gần gũi thân thiện với nhau hơn. Em trai bóc trước, đọc lớn lên, yêu cầu bạn nữ thực hiện những điều trong đó. Hãy vừa hát vừa biểu diễn thật tình cảm với đối phương. Em đọc, em nhấn cái chữ tình cái kỳ quá vậy. Đọc lại coi, đọc lại coi. Hãy vừa hát vừa biểu diễn thật tình cảm đối với đối phương. Rung quá gì? Chữ tình thằng này nó ngấn lại à? Lần ba. Hãy vừa hát vừa biểu diễn thật tình cảm với đối phương. Thật tình cảm. Tại chị biết gần nữa em không biết lên nên em đọc lên đây này làm dừng lại. Kỳ vậy? Em hiểu ý anh không? Dạ, chưa hiểu lắm ạ. À, em hãy vừa hát vừa biểu diễn thật tình cảm với đối phương. Có thể không hát được không ạ? Không được, yêu cầu bắt buộc mà không hát là bị phạt à. Em không biết hát về gì. Yêu cầu là như vậy, còn không là sẽ bị phạt. Bị phạt là nguy hiểm lắm á, hay là em muốn chấp nhận phạt? Thôi em hát. Rồi, hát đi cưng. 2, 3, vỗ tay khích lệ bạn gái nè. Sợ lắm khi yêu ai tim dại khờ, sợ lắm tình chưa thấy đã buốt bay. Vậy ạ. Ủa này hồi nãy anh này hát rồi hả? Hai người hát với khác chung bài đó. Vậy là một sự trùng hợp nữa. Rồi tới em, yêu cầu ảnh nha, trúng cái gì khó khó đi cưng. Hay điểm nào bạn không thích ở đối phương hãy nói thật lòng. Điểm không thích đó, phụ nữ là ông nói phải phụ nữ. Cái câu hỏi người ta rất rõ ràng, đọc lại em. Điểm nào bạn không thích ở đối phương hãy nói thật lòng. Đối phương ở đâu? Bạn gái. Bạn gái nào? Bạn gái đứa, không anh nhận. Đâu, bạn gái của em hồi nào? Chưa bấm nút mà bạn gái của em cái gì? Bạn gái nào chỉ vô. Chứ không phải đây nha. Những điểm nào mà những điểm mà không thích của bạn này nè. Nói lên, chứ em nói. Nhớ tên bạn gái không? Tâm. Tâm. Dạ. Rồi, những điểm nào của Tâm mà em không thích? Bên ngoài hay gì? À, em đâu biết, chị đâu biết. Nãy giờ em trò chuyện bên ngoài, bên trong gì cũng được hết. Nói thật lòng nha. Em tới bên ngoài em coi chị muốn thích. À, có cái gì không thích? Dạ, em thích là bạn gái là không chung thủy đó. Bạn gái không chung thủy hồi nào? Người ta không chung thủy hồi nào? Từ nãy giờ em tiếp xúc với cô này nè. Điểm gì trên con người cổ, tính cách của cổ nãy giờ cô chia sẻ mà em không thích? Cổ ghét người không chung thủy chứ cổ không chung thủy hồi nào? Em không thấy có điểm gì em không thích hết. Thôi xạo quá ông ơi. Dạ. Không có điểm gì không thích hết. Được không? Dạ. Thiệt nhiêu phần trăm? 100%. Anh trả lời vậy em chịu không? Dạ. Nó chỉ không cần thật lòng là được. Nó không trúng với cái câu hỏi. Thế bây giờ em có cái gì em không thích gì anh không?
Nói tại, thẳng, hiện tại thì không có ạ. Vụ đen kìa. Sao? Cũng không đen lắm, em nghĩ là đen nhiều lắm. Thôi nếu anh đã không trả lời được câu đó rồi, mình cho anh cơ hội trả lời câu khác đi cưng. Hãy nghĩ một biệt danh đáng yêu dành cho đối phương và yêu cầu đối phương đặt một biệt danh cho bạn ạ. Này làm được không? Nãy giờ em dòm vậy đó, em đặt cho cổ một cái biệt danh cho vui coi. Tâm gì? Tâm gì? Tâm gì? Tâm nghe. Tâm nghe hả? Ủa tâm nghe là ý nghĩa gì? Lý do? Là đi ôm ổn. Hả? Ôm ổn là nghe hả? À còn nếu mập mập là tâm trâu à? À hay à, tâm ôm ổn là tâm nghe. Còn mập mập sẽ là tâm trâu. Dạ. Rồi em đặt cho ảnh một biệt danh coi. Nhớ tên ảnh không? Dạ xin lỗi với em. Xin lỗi quên tên kìa. Tên Chi. Dạ. Rồi đặt cho ảnh biệt danh đi cưng. Thì em vẫn có thể đặt tên Kim Chi ạ. À Kim Chi luôn hả? Dạ vâng. À Kim Chi. À từ nãy giờ là ít phút để chúng ta tâm sự với nhau, để hiểu nhau hơn ha. Thì bây giờ chị Tường trước khi mà kết thúc câu chuyện ngày hôm nay, chị Tường muốn cho hai bạn một cơ hội nữa. Hãy nhìn thẳng vào đối phương và hãy nói thật lòng mình. Hiện tại ngay thời điểm này ngồi tại đây, mình đang có suy nghĩ gì? Hoặc mình cảm nhận như thế nào về đối phương? Hoặc là trong lòng mình đang có cảm xúc như thế nào? Mình nói thẳng với nhau trước khi đưa ra quyết định. Mời bạn trai. Em như thấy bạn gái thì dễ thương, cha hiền. Em không hiền. Em cũng vậy, tình trong như ả, mặt ngoài còn e không được. Không em cũng vậy được, em phải nói cảm xúc của em. Hiện tại em thấy như thế nào? Em chỉ không thấy không thích. Cô này trả lời sao nghe nhức đầu quá. Không thấy không thích. Thì em nói đại em thấy thích đi cho nó em dễ hiểu. Em có cảm tình. À đó, em có cảm tình. Rồi, thôi được rồi. Cảm tình là một chuyện, còn có bấm nút hẹn hò với nhau hay không là một chuyện khác nha. Bây giờ chị Tường mời hai bạn đặt tay vào cái nút bấm này. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu các bạn đồng ý hẹn hò, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân, nhấn thật mạnh. Nếu không thì chúng ta lấy tay ra. Bấm nút đây là một cái sự chân thành để tìm hiểu, để tiến tới hôn nhân nhé. Chứ không phải bấm nút chỉ để làm bạn bè. Rất là nhiều người đang theo dõi cái giây phút này. Em muốn hỏi thêm một vấn đề này. Mời em. Em muốn hỏi anh là anh xác định lập nghiệp ở đâu ạ? Ở Bình Dương này, về nhà anh ở Bình Dương. Ba mẹ ở Bình Dương luôn. Dạ rồi, em cảm ơn. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Nếu chúng ta thấy đây có thể là một nửa của mình, là cái hy vọng mà cái người mình đang tìm kiếm, thì hãy cho nhau cơ hội. Nếu cảm thấy là không thể, không hòa hợp, không phù hợp thì chúng ta không cần bấm. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Tại sao em không bấm? Tại vì em chưa thấy rung động. Chưa thấy rung động. Vậy sao lúc nãy chị nói điểm nào em không thích ở bạn gái thì em lại nói là không thấy điểm nào không thích? Thì em thích cho là cho trái tim không rung động cho em, mình không phải là không có điểm gì em thích bạn gái. Thế còn em gái, em ngần ngại điều gì mà em lại không bấm? Em cảm thấy cũng không được rung động lắm. Chị Tường thì nhìn thấy các bạn có rất là nhiều điểm hợp với nhau, hình vóc dáng cũng tương xứng hợp với nhau đó, nhưng mà điều cái cảm xúc của trái tim, cung bậc của cảm xúc thì không có thể nào mà gượng ép được. Nếu các bạn đã không thích thì thôi, thì cũng đành như vậy thôi ha. Mặc dù là Tường có hơi buồn vì cũng không có làm tròn cái trách nhiệm mai mối của mình, nhưng mà Tường luôn tôn trọng cảm xúc của người chơi khi tham gia chương trình, bởi vì chúng ta phải sống thật với bản thân mình thì mới có thể mong tìm kiếm được một tình yêu đích thực. Thay mặt chương trình thì Tường chúc cho hai bạn sớm tìm được một nửa của mình nha. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Chúng ta hẹn nhau vào lúc 10 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCD Media quý vị nhé. Chúng ta gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh FPT Play. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh FPT truyền hình IPTV. Và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Quan chào mừng quý vị đã đến với chương trình Ghép đôi thần tốc. Cảm
Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Hello, chào ông Mai. Hello, chào bà Mai. Dạo này làm như phong độ hơi xuống ha. À, không biết nữa, cũng thời tiết lắm chị. Có khi thì nắng, có khi lại mưa. Mà mấy nay mình bão tố phong ba quá thì được ơi. Mỗi lần mai mối không thành, ông Mai bà mối chúng tôi về nhà mất ăn mất ngủ đó quý vị. Một lời gửi gắm nè, bây giờ tìm được một người yêu thương thật là khó. Nếu như có chút cơ hội thì các bạn hãy cho nhau cơ hội đi. Cho mình cơ hội cũng là cho đối phương cơ hội. Chứ sao cứ khắc khe bản thân làm gì. Tuổi trẻ mà không có tình yêu thì nó sẽ rất là héo mòn. Mình phải mau lửa mau lên lửa chứ yêu lên. Phải yêu hết ga hết số. Cái gì mà cảm xúc nó cứ lưng chừng vậy, làm sao đủ bóng đúc được. Hôm nay tôi chúc cho các bạn hãy dám yêu, dám nghĩ, dám làm. Và đây mình sẽ là mai mối. Và ngay bây giờ xin mời hai chàng trai của chương trình bước ra sân khấu. Và bây giờ bên nhà gái cũng hân hoan chào mừng hai cô gái xinh đẹp của tôi. Rồi, ngồi đúng vị trí của mình đi nào. Dễ thương, xinh đẹp, ăn bặn, tuyệt vời. À, bây giờ mình sẽ đổi phong thủy. Hôm nay mình sẽ hỏi chàng trai ghế đỏ trước. Em giới thiệu về bản thân mình một chút xíu nha. Em tên là gì? Dạ, lời đầu tiên xin cho em xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và mọi người trong truyền quay ngày hôm nay. À, em tên là Quốc Lập, em 33 tuổi, em ở Bình Dương. Mình làm đang công tác ở đâu? Dạ, hiện tại em đang làm quản lý nhân sự cho công ty vệ sinh công nghiệp ở Bình Dương. À, Bình Dương là đoạn nào vậy em? Là ở Thủ Dầu Một chị. Em chạy lên đây nãy mất bao lâu? Dạ, khoảng 1 tiếng đồng hồ. Thật ra 1 tiếng đồng hồ thì cũng bằng nội ô trong thành phố chạy từ quận này qua quận kia. Dạ đúng rồi. Như chị từ Gò Vấp mà qua quận 7 ghi hình là cũng đi mất 1 tiếng đồng hồ. Dạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Lập? Dạ, điểm mạnh của em là em hoạt bát, vui vẻ, không ngại khó khăn, gian khó. Đôi khi là em kiểu hơi hiền với mọi người, gặp bị những cái thiệt thòi cho mình. Lúc rảnh rỗi thì em thích đi đâu? Dạ, rảnh rỗi thì thường em đi uống cà phê với bạn, thì gặp gỡ những bạn cũ, giao lưu với bạn bè tí. Bây giờ cô gái xinh đẹp ngồi ghế màu đỏ giới thiệu về mình đi nè. Em chào MC Minh Đạt, chào tất cả mọi người. Thì em tên là Nguyễn Thị Huyền My, em sinh năm 1995. Và hiện quê của em là ở Bến Tre và hiện tại em đang làm việc tại Dĩ An, Bình Dương. Ở khúc nào vậy? Em ở Dĩ An. Dĩ An với Thủ Dầu Một cách nhau bao nhiêu cây ta? Biết anh Lập biết không em? Gần mà phải không? Dĩ An, đâu hai người hỏi nhau Dĩ coi, An. Em hỏi bển coi. Dạ, cách khoảng 20 cây ạ. Ủa, vậy là từ Dĩ An lên đây là bao nhiêu phút? Dạ, cỡ khoảng 45 phút. Dạ, công việc hiện tại của em là ở Bình Dương là làm gì? Dạ, công việc hiện tại của em là tuyển dụng và đào tạo những bạn làm streamer. Bán hàng qua mạng? Dạ không, và tương tác thể hiện tài năng á, ca hát hoặc là trò chuyện. Đó thì em làm công việc này bao nhiêu lâu rồi? Dạ em làm được 7 năm. Trời ơi, 7 năm rồi. Em làm từ lúc còn sinh viên tới bây giờ. Wow, streamer chuyên nghiệp. Trong cái kênh em là thể hiện những tài năng gì? Dạ thường thường á thì em sẽ rap cho mọi người nghe, hát vọng cổ. Chỉ biết sơ sơ cái gì thì mình sẽ trình diễn cái đó. Bây giờ mình khoe điểm mạnh điểm yếu mình đi nè. Điểm mạnh của em á là hòa đồng, hoạt ngôn, có những cái tài lẻ như là có thể làm cho người đối diện mình vui. Còn điểm yếu thì chắc có lẽ là hay mít ướt. Mình có một cái vấn đề gì đó thì mình hay bức xúc bằng cách là mình có thể lớn tiếng hoặc là khóc, là mình bộc trực quá nên là mình không có biết cách kiềm chế cảm xúc của mình. Đó, bây giờ vậy nè, đang nghe một cái cô mà giỏi như vậy, mình phải làm thử một khúc trước đi cho bên đây ta nghe, ta hấp dẫn đi. À, mình phải thử liền chứ hả? Giờ làm câu giọng cổ trước đi nè. Đừng chạy trốn quanh co gì, trước mặt tôi đã rõ một con người dáng hoa mềm. Vì khi đôi mặt cùng ông tôi đã rõ chân lý cùng một viên tòa thẩm vấn, thì tôi ông ơi ông đừng chạy trốn quanh co. Được, hay rồi, vậy là hay rồi. Cứ chạy quanh co là nó cục đường, chạy quanh co là nó... Đừng chạy trốn quanh co nữa. Qua chàng trai cái màu xanh này, giới thiệu đi. Vâng, xin chào anh Hứa Minh Đạt với chị Cát Tường. Em là Đặng Văn Nam, quê hương ở Tuyên Quang, sống ở Bình Dương. Công việc chính của em là thợ cơ khí, thì chuyên lắp ráp kết cấu nhà khung nhà xưởng, ví dụ như trường quay. Trong trường quay này em có thể là thiết kế và lắp ráp. Công việc của em là quản lý nhân sự. Bữa nay toàn là những người ở Bình Dương không ha? Nãy quản giờ lý nhân sự bên đây có 2 người ở Bình Dương rồi đó. Em là năm nay bao nhiêu tuổi Nam? Báo cáo với anh chị là em năm nay 37 tuổi ạ. Rồi mình điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là hay ca hát, nấu ăn ngon, yêu thể dục thể thao. Điểm yếu của em thì hay gọi là trầm tính, ít nói.
không hay thổ lộ. Nói chung là em thì một thanh niên nhưng mà em lại không thuốc. À ha. Không thuốc và em nghiện gì? Đến bây giờ thì nói chung là lên chương trình có khả năng để sau này thì em có thể là nghiện vợ. Sau này thì em có thể là nghiện vợ. À. Nghiện vợ. Nghiện vợ nhiều hơn. Khả năng nghiện vợ cao hả? Và... Rồi, em giới thiệu về mình đi nào, cô gái ngồi ghế màu xanh. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt và chào tất cả mọi người. Em tên là Lê Kim Biên, em sinh năm là 1989. Hiện tại em là nhân viên kinh doanh của công ty xây dựng. Em ở đâu? Quê em ở Cà Mau, còn em hiện tại em đang ở trọ ở Long An, nhưng mà công ty em ở Hóc Môn. Không, nó dứt dắt quá vậy. Từ ngay chỗ em ở trọ lên tới ngay chỗ làm bao nhiêu phút? Dạ, 40 cây số à, sáng đi chiều về à. Mà sao lựa cái nhà trọ nó xa quá vậy, sao không gần ngay chỗ mình làm? Dạ em ở trọ chung với cha mẹ em, với em gái em. Dạ. À, cũng như là gia đình ở đó, từ dưới Cà Mau lên ngay Long An để mà lập nghiệp. Dạ. Điểm mạnh em biết em là gì nè? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn. Em thích nấu ăn nhưng mà em ăn ít lắm, tại vì nấu xong mới mệt. Kỳ vậy? Hay là tại đồ ăn mình nấu không được ngon? Em nấu ăn cũng khá ngon. Rồi điểm yếu là gì? Hay bị mất trí nhớ cục bộ. Giống như những cái em nào mà em muốn nhớ thì em nhớ, còn những cái như người ta nói gì đó là em hay quên. Giống như là em lỡ em hứa cái gì với người ta, em nói gì với người ta đó cái... Kỳ vậy? Mất trí nhớ cục bộ. Hồi nãy bạn mới mượn tôi 500 ngàn, chiều ăn nhớ trả nha. Cái là mất trí nhớ cục bộ liền. Cái là mất trí nhớ cục bộ liền. Có vậy không? Không anh. Em vẻ hiền quá vậy. Vậy thì vì cớ làm sao mà em cơ duyên em tới tham gia chương trình vậy? Dạ thì em... Con em á, giống như là... Con em? Dạ em là mẹ đơn thân. Ước mơ của nó là có được ba. Đó là động lực để mà em tới chương trình. Dạ em cũng muốn thương một người thật lòng thương em. Con em bao nhiêu tuổi? Dạ 9 tuổi. Thì trai hay gái? Dạ trai. Hy vọng hôm nay em sẽ tìm được cái đối tượng đó nha. Rồi một chút xíu nữa mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Khai thác kỹ hơn ha chị ha. Thôi bây giờ mình sẵn tiện mình khai thác tình trường của mình luôn đi. Mình làm luôn ha. Ừ. Mình kết hôn được bao nhiêu năm? Dạ 8 năm. Thì dạ. Tại sao mình lại chia tay? Chồng cũ của em là tính gia trưởng, không có chịu nghe ai nói hết trơn. Cả thế giới phải chịu theo ổng, chứ ổng không chịu ai hết. Cái gì mà làm giọt nước mà phải tràn ly như vậy? Con ổng không có làm cha, ổng làm cha em, ổng làm cha em. Còn cha con ổng là em làm luôn. Là sao? Chưa hiểu. Muốn mọi việc đều theo ý mình, nó không có nghe ai hết. Ừ. Ai nói dữ luôn. Giờ bắt mọi mắt em phải phục vụ theo cái ý muốn của ổng. Sự là từ ngày cưới nhau về á, em là lo hết cơm nước tất cả. Sáng ông đi làm á thì có một bình nước sẵn cho ổng, hoặc là nấu mì, hoặc là chiên cơm, hoặc là mua đồ ăn sáng cho ổng. Chưa về là phải có cơm, còn không có cơm là ông quà ông đi ngủ, không có tiếp gì hết. Còn đi nhậu á thì tới 10 giờ mới về, mà em nhắn tin thì cằn nhằn. Sau đó thì cái giọt nước tràn ly là cái ngày ăn cơm, cũng bữa sáng chủ nhật ông ăn cơm mà ông nói em là cứ cằn nhằn ông đi nhậu. Bữa cơm gia đình không vui vẻ. Cái lúc đó ông bỏ thì ngầm bỏ cơm, bỏ nước, bỏ hết. Sao ai là người quyết định ly hôn? Dạ em. Bây giờ con trai là ở với em. Dạ. Thông tin của cô gái bây giờ chị xanh. Tường muốn hỏi cảm nhận của hai bạn trai trước là sau khi nghe câu chuyện của bạn gái cũng đã từng đổ vỡ như vậy, có một đứa con trai 9 tuổi thì không biết là suy nghĩ của các bạn như thế nào. Bạn trai gái đỏ phát biểu trước nha. Dạ thì cái chuyện mà lập gia đình mà không có hạnh phúc thì đó mình cũng không ai muốn, nhưng mà người em cảm thấy là thiệt thòi nhiều nhất là người phụ nữ. Đằng sau những cái cuộc ly hôn đó, người phụ nữ sẽ phải có những cái khó khăn, nếu mà muốn bước tiếp nữa cũng nhiều khó khăn hơn là người nam. Gia đình nếu mà một khi mình đã xác định là lập gia đình á, hay cả hai nên hướng về một hướng là đó là một cái gia đình, luôn làm những cái việc mà kiểu cho nhau cảm thấy bình yên. Còn em? Của bạn gái thì nói chung là cũng thực sự là bạn cũng chịu thiệt thòi vì không được may mắn như bao người. Bạn ấy là cũng thiệt thòi. Bây giờ mong muốn là bạn ấy tìm được người ta mà hiểu với mình thì nó cũng rất là khó. Thì còn tình trường của em thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Nói chung là em một. Em thì từ hồi bữa mà em chia tay bạn gái đến giờ là em cũng kiểu là mình sợ, mình không dám yêu nữa. Mối tình đó như thế nào? Sau khi em đi bộ đội về được 2 năm, em có quen một bạn thì khác quê. Thế rồi sau cái phong tục, tập quán không hợp nhau.
Rồi qua Zalo, Facebook thì cũng cách đây khoảng 2 năm em cũng có gặp lại, cũng hỏi thăm em là lấy vợ chưa. Thế thì hôm nay em muốn tìm một cái người bạn gái như thế nào nè? Cái tháng này là cái tháng 7, mà cái ngày mà Vũ Lan bao hiếu. Em thì mất bố rồi, còn mẹ thì em rất là thương mẹ. Mẹ em có nói với em là cố gắng lấy vợ, nhưng là em cũng không chọn, có nghĩa là bạn nào còn người mẹ. Có nghĩa là mẹ em có nói với em là có qua một đời chồng cũng được, qua một đời chồng cũng được, còn lấy để báo hiếu với gia đình. À, nói chung là mẹ cũng lớn tuổi rồi, muốn nhìn thấy em có một gia đình yên bề gia thất. Mẹ đang mẹ ở đâu? Yên tâm hơn. Mẹ em ở Tuyên Quang. Mẹ ở với ai? Mẹ em bây giờ là đang ở với em trai của em, là lấy vợ xây dựng gia đình rồi, có nhà riêng của em. Nhà em thì em là cả, giữa có một đứa em gái, một em trai út. Thế bao nhiêu năm nay em không thích một người phụ nữ nào hết à? Thế là cứ quen bữa đầu ấy thì mời nhau đi uống nước, là cà phê chẳng hạn đấy. Bữa thứ hai thì là kêu anh ơi mai đi sinh nhật bạn em. Đến bữa thứ tư là bạn ấy chủ động mình là nhà hỏng bóng điện. Đến bữa sau nữa là bể màn hình điện thoại. Là, là người ta yêu mình không có thật lòng anh ạ. Cảm thấy sợ. Có nhiều cái lý do rất là kỳ cục. À, chị rất là hiểu, rất là đồng cảm với em, rất là trân trọng em. Rồi tình trường của em sao nè? Trước giờ thì em cũng quen 5-6 mối tình làm cho em cũng khóc sức mướt. 5-6 mối tình hả? Mạnh dữ. Thấy chưa, học hỏi làm cho người ta hay là người ta làm ông? Dạ thì em khóc, em khóc. Ủa, khóc luôn hả? Dạ, nó hơi cũng bất ức tí thì mỗi lần chia tay cũng hay khóc. Để cho em khóc thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng rồi ta sẽ rời xa. Sau đó thì không khóc nữa, thì cũng có lý do là bị cấm sừng. Có mối tình lâu nhất của em là mối tình 2 năm rưỡi, thì hai đứa rất là thương nhau nhưng mà vì lý do tuổi tác nên không đến được với nhau. Tuổi tác thì sao? Kỵ chị. Trời ơi, ông thầy bói dính dùng đấy nữa. Dạ. Em tuổi gì, người đó tuổi gì? Dạ em tuổi Tỵ, người đó tuổi Hợi. Ba mẹ cấm hay là sao? Dần em là tuổi Tỵ hả? Hợi, ừ. Dần thân Tỵ Hợi. Cho hỏi thăm đây ha, dần thân Tỵ Hợi có ai dính không ạ? Sao che mặt vậy? Tuổi Hợi. Tuổi Hợi, rồi ghế màu đỏ. Rồi xong phim. Còn ghế màu xanh tuổi gì ạ? Dạ tuổi Tỵ. Dạ tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ luôn. Cho hỏi đây luôn tuổi gì để mà biết nãy giờ mình ngồi tứ chung. Sửu hợp với tuổi Tỵ. Thấy tôi là theo tôi kỵ ông thầy bói à. Dần thân Tỵ Hợi. Chứ đâu ghép đôi mà tôi nghe vậy xong đi tôi bị trùng bước quá. Không mấy ông về ông cưới ông thầy bói làm vợ luôn đi ông ơi. Dạ không, cũng muốn một phần không phải. Tại em cũng muốn cưới cô đó nhưng mà kiểu như tâm lý ở gia đình cô ấy không chấp nhận được. Bây giờ ví dụ yêu một người nữa mà bây giờ kỵ tuổi nữa vẫn về nhà không chịu nữa rồi làm sao? Dạ chịu luôn chứ sao chị ơi chị. Tuổi này mà còn mày đặt kén cá đồng canh nữa là lên đường luôn á. Trời ơi, rồi bây giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm bạn gái là có tính cách thì cũng biết quan tâm, suy nghĩ tí, công việc ổn định. Ngoại hình thì cũng không cần phải xinh đẹp lắm mà kiểu ưa nhìn tí là được. Chiều cao đồ, cân nặng, da trắng, da đen đồ có gì không? Chiều cao khoảng 1m55 tới 1m6 là gì được. Rồi. Dạ, dạ, da sáng là được, da sáng là được. Rồi. Bây giờ tất cả mọi người đã tâm sự chuyện tình cảm rồi, bây giờ còn có mỗi mình em đó. Em có 2 mối tình, trong đó có 1 mối tình chính thức năm cấp 3. Sau đó em lên đại 2 học. Mối tình. Xong rồi lên đại học thì do là anh đó ghen quá. Nhưng mà khi ghen thì nói những cái lời không có hay. Cho nên là em chia tay. Em hay đi những cái hoạt động thiện nguyện á và gặp những cái bạn đi cùng chương trình với mình. Cũng do những người khác họ tác động vào nên anh ta không có tự tin vào cái tình cảm đó cho nên là anh ghen. BBK vui trọn vẹn ấm tình thân. Thì bây giờ mẫu người đàn ông lý tưởng của em là gì nè? Em thì không có hình mẫu người đàn ông lý tưởng nhưng mà em cũng mong muốn là tìm cho mình một người đàn ông biết quan tâm tới người yêu của mình, tới vợ của mình và đừng có ghen quá. Quan trọng thì em nghĩ là do bản thân mình tự ý thức được cái mối quan hệ nào là quan trọng nhất. Rồi những cái mối quan hệ bạn bè, anh hay nói với em là anh thấy em không có quan tâm anh bằng bạn bè của em. Nhưng mà em nghĩ là khi mà mình trong một cái mối quan hệ yêu đương thì mình sẽ quan trọng là bản thân mình tự ý thức được
cho nên là đừng có ghen quá. Nhưng mà em cũng biết là tại vì người ta yêu người ta mới ghen. Bây giờ phải rạch ròi đúng không? Dạ. Và em rất thích bạn trai của mình mũi cao. Mũi cao mà còn mũi bự luôn á. Tại sao lý do, anh muốn biết lý do tại sao lại thích mũi cao? Tại vì mũi cao nhìn đẹp. À, thiên về cái đẹp. Nhưng mà mũi cao mà mũi sữa thì được không? Silicon. Được luôn. Được luôn, miễn sao mũi cao là được rồi. Dạ, cao silicon thì lúc mà hôn nhau thì mình sẽ tìm cách khác được không? Ủa là sao? Mắt gì hôn phải tìm cách khác là sao? Quý vị dướng cái lỗ mũi, mình phải tỉa một góc 90 độ vậy nè. Đó. Để lại không làm tổn thương. À, tổn thương. Bạn đó phải hiếu thảo với gia đình. Và em không thích người đàn ông có lông mũi. Có lông mũi. Ủa, ai cũng có lông mũi. Phải là chỉ ra ngoài mà không có lông mũi chỉ ra ngoài. À, biết cắt tỉa đúng không? Tại vì bà này bà pho kết cho cái lỗ mũi không à. Ờ. Bấy cái lỗ mũi mà bị cái gì dạ, cái là mụn cám mọc cái lỗ mũi cũng không được nha. Ví dụ như người đàn ông đó có bấm lỗ mũi thì có sao mà? Dạ không sao. À, cái đó là làm đẹp thì được. Dạ. Đây, bên đây ít nè, bên nhà gái ít thì hỏi trước nè. À, hello em, rồi cầm micro lên cưng. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Minh Đạt. Em tên gì? Em tên là Ân. Ân, em là người nhà của ai? Em là người nhà của bạn nữ 95 ạ. À, bạn đây, nữ ghế đỏ bạn, phải không? Dạ, bạn nữ ghế đỏ. Rồi. Dạ. Hai anh rất là chững chạc, thứ nhất là công việc ổn định. Nói như anh Đạt là focus vào cái mũi thì nó thì nó sẽ làm cho hai anh là có vẻ một tí là sợ sệt. Nhưng mà bạn nó chỉ đùa vui vậy thôi. Còn về tính cách, về công việc đó, thì bạn đó khá là bận. Nên là khi mà được hai anh chia sẻ với anh áo xanh có nói là anh đó biết nấu ăn thì đó là một điểm cộng rất lớn. Tại vì bạn nữ khá là bận và về việc chăm sóc bữa cơm gia đình hoặc là tự nấu ăn cho bản thân thì chưa được tốt lắm. Anh ngồi ghế đỏ thì em thấy anh cũng trải qua được nhiều tình trường, cũng có nhiều kinh nghiệm. Nếu thấy... như là để tư vấn cho bạn mình chọn một anh thôi bạn thì em sẽ chọn anh nào? Dạ thì chắc là em sẽ nghiêng về anh áo ghế xanh hơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em nha. Mời bên họ nhà trai. Em xin chào chị MC Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Em là bạn thân của bạn Lập. Bạn biết chăm lo gia đình thì bạn em cũng đang cần một người như vậy. Và nếu mà để chọn một trong hai thì em thấy bạn ghế xanh sẽ thích hợp hơn. Tại vì bạn em thì cũng không phải là so đo và khó khăn với khó khăn về cái vấn đề chồng, đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì bạn nữ ghế đỏ thì bạn theo như em cảm nhận thì bạn cần cái sự quan tâm mà nhiều hơn cái bình thường. Trong khi bạn của em thì nó đôi lúc nó có cái ghen hơi quá thì không biết có kiểm soát được hay không thôi chứ theo như cảm nhận của em thôi. Còn quyết định thì vẫn do là bạn em. À ha, rồi cảm ơn em. Bạn rất tốt, bạn phân tích rất là chi tiết luôn. Chào anh, chào, xin chào anh Hứa Minh Đạt với chị Cát Tường. Em là chị bạn của em ghế xanh. Em ghế xanh là thấy tấm tình cũng hiền lành, cũng hật hà và cũng biết chia sẻ, cũng hợp với em ghế xanh bên đây. Hai người nữ xinh đẹp bên đây, nhưng mà thấy hợp người nữ ghế xanh nhiều hơn. Chị cũng mong cho em cũng cho anh ấy, cho em ấy cơ hội để hai đứa cùng sánh bước bên nhau đi suốt con đường. Rồi em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn chị. Lần đầu tiên mà tôi thấy hai bên họ nhà trai, họ nhà gái cho những cái ý kiến mà đáng để chúng ta phải suy ngẫm. Đây là những người thật sự đi theo và phân tích rất rõ. Họ muốn người thân của họ tìm được một cái bến đỗ rõ ràng. Và cái người lựa chọn là những người trên sân khấu này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần Mở cửa trái tim. Dạ, cho em gửi. Có một cái hộp màu đỏ và có một cái hộp màu xanh. Rồi, bây giờ mình từ từ, mình cứ khui quà đi cái đã. Từng bạn một, đừng gấp. Mời em gái. Đó là gì ạ? Một bó hoa. Gồm có 5 bông hoa. Nó có kèm theo ý nghĩa gì không cưng?
Dạ đây là hoa sáp thì để giữ kỷ niệm với anh như vậy em được lâu hơn. Dạ cũng vậy luôn ạ. Dạ cũng vậy luôn. Rồi mời em. Em tặng em. Ý nghĩa thì em cũng rảnh rỗi thì cũng hay vào mạng mà cũng sở thích là hay chơi cây kiểng. Thì em thấy cái sen đá thì là nó là cái từ đá ở trong ấy, nước chảy đá mòn. Em nghĩ là người phụ nữ của em sau này nó không mòn. Chung thủy với em. Là sao? Là sao? Người phụ nữ của em sau này cũng mòn là ý gì? Dạ, có nghĩa là chung thủy với em ạ. Sau này em mong muốn là người bạn của em nó không mòn. Khi mở cửa trái tim này ra thì không biết là cảm xúc của các bạn dành cho nhau như thế nào. À, các bạn nữ mình nhận quà mình trả lời trước đi. Em cảm thấy được sự chân thành của hai anh và thấy ai cũng hiền. Về cảm xúc thì em cảm xúc về anh bé xanh nhiều hơn. Tại vì em thấy anh chân thành quá. Nãy em có nghe câu chuyện của anh không? Lúc anh chia sẻ về mẹ. Dạ có. Và lúc đó hình như là anh hơi xúc động. Đúng rồi. Em thấy là cảm nhận được giọng của anh là gần như là muốn khóc. Và em cũng là một đứa con hiếu thảo cho nên là em thấy anh như vậy em cũng mến. Dạ. Và anh gái đỏ thì em cảm thấy được sự lịch lãm từ anh. Và em nghĩ là nếu như mà anh quen một người tiếp theo nữa thì anh ghen có cảm xúc lại xíu, hạn chế lại cái sự ghen của mình. Em cảm ơn hai anh về món quà này. Hay quá, sao hôm nay ai cũng nói hay hết trơn á. Rồi, tới xin em cảm nhận của dạ em là em trước tiên cảm ơn hai anh. Món quà nào thì nó cũng đều đáng quý với tấm lòng hết. Em nghe hai anh kể, hai anh nói về cái những mối tình của mình thì em nghĩ là hai anh cũng hiểu, cũng cảm thông, có thể là hiểu cảm thông cho em. Mong là nếu mình có duyên đến với nhau thì cũng có kết quả. Rồi, tới cảm nhận của hai chàng trai. Khi mở cửa ra gặp hai bạn thì em hai bạn rất là dễ thương. Còn cái nghe nữa là cảm nhận là hai bạn nữ đây là cũng có những cái suy nghĩ rất là trưởng thành chín chắn. Cái điều đó là em cảm thấy rất là thích. Mời em. Anh cơ khí của tôi sao nè? Cảm giác của em thì gặp các bạn nữ thì nói chung là ai cũng đáng yêu. Những cái gì mà cần nói thì bạn ạ, ghế đỏ đã nói rồi. Em có một nhận định là cái người phụ nữ thì rất là vất vả, nên là người đàn ông nếu có cuộc trong gia đình thì rảnh rỗi nên chia sẻ trong cuộc sống gia đình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giao lưu một chút xíu cho nó vui. Đây nè, hồi nãy cô cái đỏ nói là mình còn rap nữa đúng không? Đúng rồi, em rap cái gì nè? Em xin gửi tặng cho tất cả mọi người ở đây và bên đàn trai một bài rap em tự sáng tác. Nhưng mà nếu mà trong quá trình rap có quên lời thì mình cứ cười em. Đó là bài Phèo ơi. Phèo ơi, vỗ tay nào. Phèo ơi. Bờ môi thì nức nở dù cho cười khe khẽ vẫn ngắm mặt những chàng trai. Gương mặt của em sự miên man của tạo quá. Má xinh em ra tướng bề ngang còn thân bề dài. Mũi vừa ngắn vừa nhỏ vừa đỏ vừa săn xuôi. Tính thì lại hay ngủ ba đâu là ngủ đó. Đang quét sân cũng có thể lăn ra mà ngủ. Gia cảnh em nghèo dòng dấu thì má hủi. Nghĩ lại cũng tuổi suốt khi chỉ lủi thủi chẳng dám đi thính trai. Cả tóc ở trước gương thấy mình rồi thấy ngại. Tự hào mà nói em có 102. Em có 102. Quá dễ thương. Dễ thương. Cảm xúc của hai anh như thế nào nè, nghe sao? Bạn hát rất là hay. Có nghe cái lời bài hát không? Có. Trời ơi, Chí Phèo ơi. Muốn làm Chí Phèo mà. Muốn rụng tim luôn chị. Rụng tim luôn hả? Trời ơi, tôi phụ nữ mà tôi còn muốn rụng nữa đây, huống chi là nam giới. Bây giờ hai bạn có gì là tặng lại anh ta không? Em nè, giờ ta ngồi cái đỏ rồi đó, giờ em cái đỏ nè, em làm gì hay con anh à? Dạ thì hôm nay đến chương trình em cũng có chuẩn bị một đoạn ca hát. Rồi. Nhận ra mình đã không yêu thương ai trong tim từ lâu. Rất lâu từ khi chỉ một người con gái anh yêu thương. Ngày lần lần tan nát con tim anh khiến giờ đây Tình yêu là những đêm mùa đông hiu quạnh làm lệ rơi. Chào mi ngàn nỗi cô đơn rằng kỷ niệm người yêu ơi. Sao em đành. Wow.
Bây giờ mình bàn cái chủ đề chút xíu là các bạn đều là những bạn trẻ đang khẳng định cái vị trí của mình, khẳng định cái công việc bản thân. Các bạn sẽ sắp xếp như thế nào để cân bằng được cái tình yêu, để lo cho cái người mình yêu và hoặc là cái công việc của gia đình? Thật ra thì bây giờ sáng thì em cũng đi làm hơi xa, chiều thừa về thì cũng muộn rồi. Em chỉ có rảnh tối 2-6. Tại vì 3-7 em còn phải đi học thêm. Học gì vậy em? Học thêm vậy em học về thiết kế đồ họa. Có yêu nhau thì em cũng tranh thủ dành thời gian cho những ngày 2-6 hoặc là chủ với chủ ở Nhật. Rồi con cái thì hiện tại ai coi? Dạ ở với ở nhà, đang ở Long An với mẹ cha em. Thấy em được chưa? Dạ. Hồi lúc nãy em nghe anh ghế đỏ nói là mẫu bạn gái lý tưởng của anh á là cao 1m55 trở lên. Em cao có 1m54 à? Em cao có 1m54 à? Trời. Anh thích phụ nữ da trắng. Da sáng, da sáng. Da sáng nhưng mà em thì lại da ngâm. Em có muốn sáp lại anh thì nó cũng ngại, nó hơi tự ti á. Tại vì da ngâm là em đã tự ti từ nhỏ tới lớn rồi. Nếu mà hẹn hò thì em muốn hỏi hai anh là anh sẽ sắp xếp được một tuần như vậy là khoảng mấy ngày để gặp em? Gặp nhau hẹn hò thì anh có thể sắp xếp được một tuần là 2 ngày. Dạ. Nếu mà rảnh thì có thể nhiều hơn. Nhưng mà công việc của anh có kiểu là có thoải mái giờ giấc không? Kiểu công việc anh thì cũng tương đối thoải mái. Dạ. Thì cũng đôi khi cũng sẽ bận rất nhiều nhưng mà đa số là thoải mái, cũng sẽ có nhiều thời gian để mình quan tâm nhau hơn. Dạ, hiện tại anh đang sống với ai? Sống với mẹ. Là hai mẹ con. Dạ. Nói về mẫu người thì cái đó là gì? Vậy ai cũng hỏi đặt câu hỏi ra thì mình sẽ có những cái mẫu người đó mình cảm thấy thích vậy thôi. Gặp nhau mà cảm thấy thích là thích rồi. Nó đơn, chỉ đơn giản vậy thôi. Thật ra cái mẫu người là hỏi cho vui, mẫu người lý tưởng là hỏi cho vui. Nhưng đôi lúc mình sẽ yêu một người chả giống một cái mẫu người nào mà mình đặt ra cả. Yeah. Đó là trên thực tế là vậy luôn. Nói lại cho người ta cho chắc chắn, cho người ta yên tâm coi chứ để thôi rớt à. Rớt à. Đó, đặt một lại cái vấn đề mà em nói cái giờ da hay cái này kia mà kiểu em không thấy hơi tự ti cái đó thì đó anh thấy không quan trọng đâu. Quan trọng là ví dụ mình gặp gỡ nhau mình cảm thấy tính tình phù hợp, mình cảm thấy vui vẻ đối với nhau. Đó là cái điều quan trọng nhất. Tới em rồi đó. Thì em chỉ làm vào ban ngày thôi, còn buổi tối thì thường thường là em, nếu như mà khách người ta không dồn ép mà dục đặt hàng nhiều thì em cũng nghỉ, chỉ có đạp xe đạp. Em là có một cái sở thích là đạp xe đạp. Buổi tối đạp xong về em tắm xong rồi đi nghỉ. Hẹn hò thì em là ngày chủ nhật là nguyên ngày là em không làm gì cả. Đấy, còn buổi tối nào trong tuần cũng được, từ khoảng 7 giờ tối đến 9 giờ tối. Thế bây giờ các bạn cũng nghe nhau hết trơn rồi. Đây là giây phút các bạn quyết định. Tường sẽ cho các bạn thử cảm xúc với nhau. Tường mời từng bạn trai một sẽ lần lượt qua xin phép nắm tay từng bạn gái. Chỉ muốn là em nhận... Nắm tay mới nói. Xin phép nắm tay đàng hoàng lịch sự. Cảm nhận gì? Em cảm nhận được là anh đã bắt đầu thay đổi về quan điểm lúc nãy anh đưa ra rồi đó. Đúng không? Đúng không? Chính xác. Chính xác. Ủa sao kệ đi, nó làm gì làm mà. Đôi mệt quá. Lớn hết rồi. Thôi kệ. Đôi khi người ta bắt được nhịp. Thì sẽ rất không có nắm tay em. Nhưng mà em muốn em nhìn anh. Rồi em cảm nhận gì trong con người của anh. Cái lỗi bình yên. Chắc bình yên đó thì phải tìm hiểu. Thì bình yên thì mỗi người có mức độ như là cái giới hạn. Rồi, mời. Xin xe đây. Cô ta lạnh vậy? Run nữa ạ. Bị run hả? Hôm nay đứng trước hai người phụ nữ xinh đẹp và run. Anh có thích làm rễ miền Tây không? Anh không có khái niệm là ở đâu cũng được, ở đâu cũng được. Nhà. Dạ. Nắm tay em anh thấy gì? Mát. Mát rượi luôn, từ giờ nãy trong ghế quay là nóng nhưng mà cầm tay em nó mát. Dạ. Anh cảm ơn. Dạ. Thì qua cái chương trình anh có một lời nhắn cho em như này. Không phải là anh sống gia trưởng, nhưng mà cái món mà ở trong Nam miền Bắc anh nấu giỏi chứ trong này dở, nên là hy vọng là em lúc nào sẽ cho anh thưởng thức món ăn ở trong đây. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã chia sẻ, giao lưu văn nghệ, tìm hiểu
Và mặc dù 30 phút trên chương trình thì ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cho các bạn cảm nhận được và cũng như có thể dùng cái lý trí để phán đoán xem ai sẽ là người phù hợp với mình. Cơ hội ngang nhau, mỗi người đến đây đều có hai cơ hội như nhau cả. Hãy làm theo đúng trái tim mình mách bảo. Mình là Thúy Kiều, hãy cùng mình trên Speakable nha. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 Em nói cái giờ da hay cái này kia mà kiểu em cảm thấy hơi tự ti cái đó thì đó. Anh thấy không quan trọng đâu, quan trọng là ví dụ mình gặp gỡ nhau mình cảm thấy tính tình phù hợp, mình cảm thấy vui vẻ đối với nhau, đó là cái điều quan trọng nhất. 4 Dạ, em là mẹ đơn thân, ước mơ của nó là có được 3. Đó là động lực để mà em tới chương trình. Dạ, em cũng muốn thương một người thật lòng thương em. Là em cũng không chọn, có nghĩa là bạn nào còn người mẹ, có nghĩa là mẹ em có nói với em là bỏ qua một đứa chồng cũng được, còn lấy để báo hiếu với gia đình. 3 2 Về cảm xúc thì em cảm xúc về anh bé xanh nhiều hơn. Tại vì em thấy anh chân thành quá. 1 Và bấm ạ. Bấm. Bấm chưa ạ? Và hết thời gian ạ. Thì chúng ta thấy là có một cặp đôi đã được kết nối tại chương trình ngày hôm nay. Đó là hai bạn cùng ngồi ở chiếc ghế màu đỏ. Bây giờ thì trước tiên Cát Tường xin gửi tặng cho mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Rồi, gửi tặng cho em nha. Để tặng cho em nè, một tay cầm quà thôi, cái này nó nhẹ hiều à, tay kia vẫn phải nắm tay nhau. Và bây giờ thì một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên gặp gỡ của hai bạn trên chương trình ghép đôi thần tốc. Xin mời hai bạn. Wow. Cố gắng sắp xếp thời gian, chúc cả hai bạn sẽ có những cái thời gian tìm hiểu, hẹn hò với nhau thật là thú vị. Và đối cặp đôi thành công, chương trình dành tặng cho hai bạn một phần quà. Đó là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speakable vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Đối với cặp đôi không thành công, các bạn đừng lo nhé, bởi vì chương trình cũng sẽ dành tặng cho các bạn sản phẩm, đó là gói Ruby của ứng dụng Speakable, một ứng dụng hẹn hò với một môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, sẽ giúp cho các bạn độc thân tìm được một nửa yêu thương của mình. Và trong ứng dụng này, các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông mài bà mối duyên dáng nữa nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speakable đã đồng hành cùng chương trình. Ứng dụng Speakable sẽ chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speakable đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình. Đó là vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.